Nghệ sĩ Minh Nhí có lời lúc tôi không có nổi 50.000 trong túi. Minh Nhí từng có thời gian nghèo trở lại, thậm chí đến mức không có đủ 50.000 đồng trong túi. Anh kể lúc đó tôi phải bán đất, các phần sau của nhà để bán lấy tiền tiêu. Xuất hiện trong chương trình Lời Tự Sự, nghệ sĩ Minh Nhí đã có những trải lòng về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Để có một Minh Nhí như hiện tại, anh đã từng trải qua rất nhiều thăng trầm. Cách xe đầu tiên tôi nhận được là 15.000 đồng. Mở đầu chương trình, Minh Nhi kể về thời điểm anh mới ra trường và gặp phải nhiều khó khăn khi lập nghiệp. Anh nói thời đó ba mẹ tôi là kinh tế chính, nhưng đi làm chỉ đủ sinh sống để nuôi tới 8 người con. Hồi đi học trường sân khấu, cứ cuối tuần tôi lại về quê để kiếm thêm thức ăn, xin thêm tiền. Sau khi ra trường tôi thử không cần tiền chu cấp từ gia đình xem thì mình có thể sống được với nghề hay không, lúc đó mới thật sự thề thảm. Diễn viên sinh năm 1964 nói thêm thời điểm đó anh và một vài người bạn như Lý Hải, Cát Vượng, Hữu Bình phải thuê một căn nhà ở chung. Ngày xưa trường tôi có ký túc xá, ai còn học thì được ở, còn đã tốt nghiệp đi ra. Lúc đầu tôi ở lén hoặc trốn ở ký túc xá luôn, hoặc đợi khuya rồi mới vào. Mấy chú bảo vệ có biết nhưng không đỡ đuổi chúng tôi ra. Chúng tôi cứ bị nhắc nhở hoài nên mới nghĩ chuyện ra ngoài kiếm nhà để mướn. Lúc đó tôi diện ở sân khấu 5B, tiền cũng không có bao nhiêu hết, nhưng Lý hại các phường hữu bình vẫn chờ tôi về mới có tiền đi ăn mì gõ. Minh Nhí thổ lộ. Kể về số tiền đầu tiên kiếm được khi hoạt động nghệ thuật, Minh Nhí tiết lộ đó là thời điểm khi gần Tết, anh thực hiện một tuần tốt nghiệp cho đàn anh trong trường. Vào đêm thi, vợ diễn thành công rực rỡ và được thầy giáo quyết định mang tác phẩm này để diễn ở trường sân khấu. Tôi về báo với gia đình vì truyền thống gia đình là Tết phải về nhà đến mùng 3 mới đi. Thế nên tôi phải về trước đó, Xin rằng trưa mùng 1 sẽ đi để tối diễn Tôi nhớ năm đó 8 giờ mở mạng Và mà 4 giờ chúng tôi đã có mặt đồng đủ Đó là vỡ tù, đứa con tiện kiếp Mà tôi và Thanh Thủy, trung dân đóng và chính Phía dưới khán giả chỉ có mấy chục người Nhưng chúng tôi diễn rất nhiệt tình Xong thì mỗi đứa được khoảng 15.000 đồng Lúc đó tôi cất đi 10.000 Tết đó tôi mua được 5 phân vàng để đeo Đó là những đồng tiền đầu tiên tôi làm được với nghệ sân khấu có thời điểm mỗi ngày tôi tiêu gần mười mấy triệu đồng. Trong chương trình, đạo diễn Lê Hoàng không ngại nhắc về khoảng thời gian Minh Nhí nổi tiếng, thường rủ bạn bè đi tụ tập ở vũ trường, thậm chí tiêu hết cả cây vàng. Thậm chí lúc đó anh còn được ví như công tử Bạc Liêu. Giải thích về điều này, nam khách mời nói, tất cả đều có hết. Nhưng khi hiện tại nhớ lại, tôi ước giá như thời gian quay lại thì không làm như vậy. Đó là điều quá sai. Tôi mong các bạn trẻ đừng như tôi giai đoạn đó, Ngày xưa tôi rất hung dữ, khó ưa, chỉ được cái có tài và có duyên, dự án nào giao cho tôi đều thành công. Chính vì còn trẻ, tính bồng bột, hảo thắng, tôi cứ tưởng như vậy là hay và muốn xung quanh có nhiều đàn em. Kể từ thời điểm đó, Minh Nhí tiết lộ đi quay hình cho các chương trình tấu hại nhép miệng với các xe 2,5 triệu đồng một show. Mỗi ngày, nam khách mời thực hiện 5 show. Mỗi ngày như vậy, tôi kiếm được mười mấy triệu, trong khi vàng chỉ có hơn 4 triệu một cây. Thời điểm đó, mỗi ngày có khi tôi tiêu gần mười mấy triệu đồng. Tôi và Hồng Vân lúc đó được rất nhiều sâu, nhưng Hồng Vân biết tính toán để mua đất đai, nhà cửa, còn tôi đi chơi, nhậu nhẹt, có lúc người ta đi tập thể dục rồi tôi mới đi về. Đó là sai lầm lớn trong cuộc đời của tôi. Phải bán đất, cắt nhà đi lấy tiền tiêu. Sau đó, Minh Nhí từng có thời gian nghèo trở lại, thậm chí đến mức không có đủ 50.000 đồng trong túi. Anh kể lúc đó tôi phải bán đất, cắt phần sau của nhà để bán lấy tiền tiêu, sau sự cố tôi tự chiêm nghiệm lại và thấy xung quanh mình không còn ai. Trong 6 tháng đó, đêm nào tôi cũng khóc. Dù không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rớt xuống. Tôi không dám coi tivi vì sợ thấy người khác được diễn trên sân khấu. Tôi cũng không dám tới các sân khấu nơi mình từng tung hành vì sợ rồi lại chạnh lòng. Tôi suy nghĩ phải thay đổi bản thân trong mối quan hệ với khán giả, đồng nghiệp, trong công việc phải nghiêm túc, Đừng bao giờ nghĩ mình hết, vì ai cũng chỉ có thời, đến lúc thì phải nhường cho những người mới." Anh nói thêm, "Ngày xưa trước mặt mọi người sợ tôi, nhưng sau lưng thì bị ghét, nhưng hiện tại trước mặt tôi mọi người đều vui vẻ, nhưng sau lưng tôi mọi người cũng nói những lời đẹp. Tôi nghe những lời như thế rất hạnh phúc, mình sống làm sao để người ta nể mình chứ đừng để người ta sợ mình."